Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Hà Nội sẽ bỏ quy định đặt máy chủ tại Việt Nam. Dự thảo luật an ninh mạng mới nhất đã được lược bỏ quy định đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gọi tắt là UBTVQH, vừa có chỉ đạo không yêu cầu đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam trong dự thảo luật an ninh mạng, gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội. Ủy ban đại biểu Quốc hội cho biết không yêu cầu đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu người dùng tại Việt Nam để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ vào Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung này còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều. Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 4 tới đây sẽ thảo luận góp ý về dự án luật an ninh mạng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2017, một số đại sứ nước ngoài tại Việt Nam gồm đại sứ Mỹ, Úc, Canada, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu và các đại sứ quán các nước thành viên tại Việt Nam đã gửi thư chung đến Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ quan ngại về yêu cầu đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam là trái với cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam với tư cách là một thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, thưa quý vị. Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng về vụ xử sắp đến. Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 công bố bản lên tiếng về phiên tòa xử 6 người, trong đó có những thành viên của hội này. Bản lên tiếng cho biết vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng và kết luận về việc khởi tố 6 nhà hoạt động gồm 5 cựu tù chính trị là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả độc lập Trương Minh Đức, blogger Nguyễn Bắc Tuyển. Một người nữa cũng nằm trong số này là cô Lê Thị Thu Hà, người cộng sự cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Tất cả bị cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, Hội Anh Em Dân Chủ nêu ra 5 hoạt động của những người vừa nêu và cho rằng đó là những hoạt động ôn hòa, phù hợp với các quyền cơ bản của người dân được định rõ trong bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền đối với các quyền dân sự, chính trị mà Chính phủ Hà Nội đã ký và cam kết. 5 hoạt động của nhóm Hội Anh Em Dân Chủ nêu ra gồm tổ chức hội họp các hội viên trên mạng xã hội, xây dựng cương lĩnh với quan điểm chính trị của Hội Anh Em Dân Chủ dựa trên nền tảng kinh tế tư nhân và xây dựng thể chế dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập, kêu gọi các tổ chức phi chính phủ quốc tế NGO lên tiếng về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, vận động và tiếp xúc với các phái đoàn quốc tế đến Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, Úc, Canada, EU, phối hợp và giúp đỡ những dân quan và công nhân khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ, cũng như hỗ trợ ngư dân phản đối công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây thảm họa môi trường biển tại miền Trung Việt Nam, thưa quý vị. Tin Thái Bình, có khoảng 500 công nhân ngừng việc tập thể. Vào ngày 26 tháng 3, tại khu công nghiệp Phúc Khánh, Thái Bình, khoảng 500 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật điện tử Phu Hong Việt Nam, 100% vốn Đài Loan, Trung Quốc, ngừng việc tập thể do định mức sản lượng cao vượt quá sức chịu đựng. Phía công nhân cho biết, công ty liên tục ép tăng sản lượng dẫn đến công nhân không đủ sức làm việc, không chấp nhận công nhân nghỉ phép khi gia đình có công việc hay là bản thân đau ốm và bị trừ lương. Các chuyên cân khi nghỉ phép, kể cả với lý do chính đáng. Ngoài ra, người lao động không được nhận hợp đồng sau khi ký kết và bị cắt tiền ăn nếu không làm việc đủ 8 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, thì phòng y tế của công ty cũng chưa đảm bảo vật chất khám chữa ban đầu. Và sau khi diễn ra vụ việc trên, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý Kinh tế Khu Công nghiệp và Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã làm việc với lãnh đạo và công đoàn công ty để làm rõ các vấn đề mà công nhân nêu ra. Công nhân công ty Phu Hong Việt Nam bắt đầu ngừng việc tập thể từ 23 tháng 3 với khoảng 60 công nhân nhằm phản đối chính sách của công ty. Tuy nhiên, do công ty không có những giải quyết thỏa đáng nên đã dẫn đến việc 500 công nhân lao động ngừng làm việc, thưa quý vị. Có gần 4.000 công nhân Yamani Dynasty tiếp tục đình công. Sáng ngày 26 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan chuyên sản xuất các loại túi da, ví da, dây lưng da cao cấp, xuất khẩu tại cụm công nghiệp Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, ra thông báo chính thức liên quan đến vụ đình công tập thể từ ngày 21 tháng 3 vừa qua của gần 4.000 công nhân của doanh nghiệp này.
Mạng báo Lao động loan tin này cùng ngày. Nội dung thông báo nêu lên 14 yêu sách của công nhân mà công ty đã chấp nhận giải quyết sau buổi đối thoại do Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức giữa công ty và công nhân. Phía công ty đề nghị tất cả công nhân làm việc trở lại từ sau 10 giờ sáng vào ngày 26 tháng 3. Mọi kiến nghị thắc mắc đối với công ty cần được thông qua công đoàn để công ty giải quyết. Sau thời gian nêu trên, nếu công nhân không quay trở lại làm việc, 5 ngày nghỉ việc cộng dồn trong tháng, công ty sẽ tiến hành sa thải đối với trường hợp vi phạm. Đồng thời, công ty cho biết sẽ nhờ công an phối hợp điều tra và xử lý những trường hợp cố tình xúi dục, đe dọa không cho nhân viên vào xưởng làm việc. Tuy nhiên, cho đến sau 10 giờ sáng 26 tháng 3, mặc dù công ty mở cả hai cổng, nhưng công nhân vẫn tiếp tục đình công không vào làm việc. Trước đó, thì có gần 4.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty bắt đầu đình công từ chiều 21 tháng 3. Tại buổi đối thoại do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, công ty đã đồng ý là 9 trên 14 yêu sách của công nhân. Tuy nhiên, công nhân vẫn chưa đồng ý và tiếp tục ngừng việc để yêu cầu công ty giải quyết những yêu sách còn lại, thưa quý vị. Việt Nam ngưng chiếu phim Trung Quốc vì cư dân mạng phản đối. Trên mạng xã hội, hôm 25 tháng 3, có nhiều bình luận vụ phim Điệp vụ Biển Đỏ lên bên tiếng Anh là Operation Red Sea của Trung Quốc được nhà phát hành CGV Cinema Việt Nam, đơn vị chiếm thị phần rạp lớn nhất ở Việt Nam, chiếu tại tất cả các cụm rạp từ 10 tháng trước. Từ vào 10 ngày trước, bộ phim của đạo diễn Lâm Siêu Hiền kể về Hải quân Trung Quốc đánh chặn bọn khủng bố và tiến hành chiến dịch sơ tán Hoa Kiều bị giam giữ ở Yemen. Nhưng đột nhiên có 2 phút không liên quan là cảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một chiếc tàu nước ngoài và liên tục phát loa yêu cầu tàu này phải rời khỏi vùng biển South China Sea, còn gọi là Biển Đông, vì đây là lãnh hải của Trung Quốc. Sáng 25 tháng 3, CGV Cinema Việt Nam gửi đi thông cáo đến các báo cáo xác nhận cho ngừng chiếu phim Điệp vụ Biển Đỏ trên toàn quốc vì lý do vắng khách và muốn tập trung cho các tác phẩm khác. Trước đó, thì trang CGV Cinema Việt Nam trên Facebook hôm 16 tháng 3 đăng nội dung là phần 2 của tác phẩm Operation Mekong, Điệp vụ Biển Đỏ, tiếp tục được khán giả trong và ngoài nước Trung Quốc đón nhận kèm theo những lời nhận xét tích cực. Con số doanh thu khổng lồ mà đoàn phim đạt được đã minh chứng cho sức hút không cưỡng được của tác phẩm hành động xuất sắc này. Trang này cũng tiết lộ bộ phim đã thu về 557 triệu. Lâu nay, tất cả các bộ phim trong nước sản xuất đều phải được do Cục Điện ảnh duyệt. Theo tiêu chí phim, có nội dung đúng với đường lối chủ trương chính sách thì mới được phát hành. Do vậy, vài năm trước, một số bộ phim như là Thủ tướng, Bụi đời chợ lớn đã bị cấm chiếu rạp vì không qua được lưới kiểm duyệt, gây sự giận dữ cho nhà sản xuất vì mất một khoản vốn đầu tư đáng kể, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành.